Hello, xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay mình ghé lại khu thương xá Phước Lộc Thọ để mua ít đồ. Và mình cũng nghe nói tình hình bây giờ cũng đang rất là căng thẳng, mùa dịch vẫn còn nhưng mà đã cho mở cửa thương xá lại rồi. Nhưng mà có điều là hiện tại giờ những người Mỹ đen đang biểu tình bạo loạn nên người ta sợ cũng không dám mở cửa nữa, những gian hàng ở phía trong cũng không dám mở cửa nhiều nên nơi này rất là vắng nha. Ở thương xá hiện tại rất là vắng. Bây giờ mình đi vô phía trong thử coi những cửa hàng ở trong có mở cửa hay không ha. Yên tâm. Rất là vắng. Có nhiều cửa tiệm đang đóng cửa. Quán cũng vắng. Chỉ cần có quán này là bán to go đi. Quán này bán đồ ăn rất là ngon ha. Những gian hàng nhỏ xíu này cũng đóng cửa luôn. Để mình đi trên lầu coi thế nào ha. Khu phía sau này là tiệm vàng thôi. Đây thờ tượng có ông quan trọng. Đây thì nó hơi tối. Tiệm bây giờ đóng cửa vắng tanh nè. Không gian này đóng cửa luôn nè.
Giờ người ta sợ Mỹ Đen biểu tình rồi đập cửa phá hoại rồi đó. Hiện tại bây giờ đang bạo loạn ở Lod rồi. Người ta định kéo xuống với Santana này vậy nữa nên người ta sợ quá rồi, người ta không dám mở cửa. Rất là nhiều tiệm đóng cửa ha. Tiệm vàng là đóng cửa hết, quán cũng dẹp luôn. Tìm lại còn mở cửa. Bà xã ở đâu? Ngồi trên xe. Rồi và hình ảnh gửi cho anh chị và các bạn cập nhật ở tình hình tại Thương Xá Phước Lộc Thọ. Bây giờ video mình cũng xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt anh chị và các bạn nha.